cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay bên cửa hàng em giới thiệu với các bác về một chiếc máy là đặc ngô mini. Chiếc máy này là về phục vụ các bác đập ra ngô gia đình. Ok, cái xung quanh tổng thể của chiếc máy này. Cách thức hoạt động của chiếc máy này như sau. Cách thức hoạt động của chiếc máy này là khi các bác cắm dòng điện, cắm cái điện lưới 220V nhà mình, gia đình nhà mình cắm vào đây thì cái trục motor này nó chuyển động. Trục chuyển động để làm cái dây, kéo cái dây cô loa này, nó chuyển động cái trục này làm đập hạt ngô ở bên trong cái buồng đập này. Thì cái nó có đường vào của chiếc máy này khá là rộng. Tầm 50 phân. Cho được cái hạt ngô tầm khoảng vào 50 phân. Cái họng ra, đầu ra của chiếc máy này là tầm khoảng chiều dài là 30 phân. Đấy, chiều dài họng ra. Em test thử một chút để xem hạt ngô như nào. Đây là vào cái họng ra của một cái lõi ngô ở đằng sau. Đằng trước là đi ra hạt ngô, đằng sau là đi ra cái lõi. Thì nó có được cái đai này là một cái trục này bằng gang, cực nó giữ được cho cái trục này nó khi mà hoạt động nó không bị rung lắc, cực kỳ an toàn khi sử dụng. Đây là cái điều chỉnh cái hạt ngô nhà bác, cái bắp ngô nhà bác ấy, nếu bác mà bắp ngô to thì các bác lưới nó rộng ra để nó vừa lọt trong khu vực buồng đập này, mà cái hạt ngô nhà gia đình nhà mình mà nó nhỏ thì các bác cho nó gần vào. Đây, điều chỉnh ở cái trục này. Đấy, điều chỉnh ở cái trục này. Xa gần là do mình. Cái sản lượng nhà mình là cái hạt ngô nó quá nhỏ thì mình cho nó gần lại. Và cho nó to ra mình chỉnh cho nó vào đây. Tránh hiện tượng là mình khi cho vào cái hạt ngô nhỏ quá nó bị tọt thỏm xuống. Thì cái máy trước kia đập nó đã rơi xuống rồi là đập không sạch. Thì các bác làm sao nó cho nó vừa phải thôi. Cho nó đúng cái lõi nhà mình mà sử dụng. Đây. Cho ngô vào thì đây bề rất là rộng, cho ngô liên tục vào được, đập cực nhanh luôn. Okay. Về cái đây đưa cho các bác về công suất của máy này. Anh đặt hàng trực tiếp cho em hay là công suất là 11,5 kW, là 1,5 ngựa, nguồn điện là 180 đến 220 V. Khi mà nhà mình mà cái điện hơi bị yếu ấy, thì máy vẫn hoạt động được bình thường. Cái tần số của máy là 50 Hz, tốc độ vòng quay là 2800 vòng/phút. Thì máy này tốc độ vòng quay cực khỏe luôn, cái motor này quay cực khỏe. 2800 vòng/phút. Chiếc máy này sản xuất ở Italy. Đấy, thông số này viết bằng chữ tiếng Việt thì các bác cực kỳ dễ đọc luôn. Okay. Các cái ốc ở đây đai cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, các thanh sắt này, trục bốn này cực kỳ chắc chắn, dễ dàng chuyển động. Khi mà các bác nào mà nhà đã có motor sẵn rồi thì bên em có thể là bán sắc riêng cũng được, cũng ok. Đấy. Thì bác nào mà cần mua thì cần tư vấn thì cứ nhắn tin qua số Zalo em thì em sẽ tư vấn cho các bác. Đây, họng vào họng ra, lõi ngô ở đây, gang ở đây. Ok. Đây, cả cái khu vực này, cả cái trục tròn này cũng bằng gang. Cả trục tròn này bằng gang luôn, cực kỳ chắc chắn. Đó. Em test thử cái tiếng máy cho các bác xem nhé, các bác xem thử cái lúc máy hoạt động như thế nào. Quay cái tiếng máy cho các bác xem thử nhé. Ok, bây giờ em sẽ cắm cái dây này vào cái dòng điện nhà mình. Tôi cho điện chảy không tải đã. Chảy một tí đã, còn các bác cho vào nhé. Ok, em cho hạt ngô vào luôn, rồi liên tục vậy.